Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bão Việt Á chèn qua Bộ Tài chính, Hồ Đức Phước chuẩn bị đón bão. Việt Á quậy tan nát Bộ Y tế, qua Bộ Khoa học và Công nghệ quét bay chiếc ghế Bộ trưởng của ông Chu Ngọc Anh. Sau một thời gian yên ắng, giờ Bão Việt Á lại nổi lên quét tiếp. Lần này cơn bão lại thổi qua Bộ Tài chính, rồi không biết bộ này sẽ ra sao đây. Tại Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ đều thổi bay chiếc ghế Bộ trưởng. Lần này, nhiều người cũng hy vọng ghế Bộ trưởng của ông Hồ Đức Phước sẽ bay theo bão. Vào ngày 11 tháng 8, tại kỳ họp lần thứ 18, vào ngày 10 đến 11 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thời quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 của ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, đồng thời cảnh cáo Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, Cục Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá. Đây là hình ảnh Bộ Tài chính đang có bão lớn. Vào hồi tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Đảng ủy, Cục Quản lý giá đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thẩm định và bình ổn giá cả. Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì những sai phạm thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục phó, Nguyễn Văn Thủy Truyền, Cục phó, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá. Những vi phạm này được cơ quan kiểm tra Trung ương đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn cho ngân sách của nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đến uy tín của các tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Quản lý giá Bộ Tài chính. Liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm nêu trên, còn có trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy, Cục Quản lý giá chỉ đạo khắc phục các vi phạm. Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy, Bộ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc này. Như tờ Thời báo.de đã từng phân tích, sở thích của ông Nguyễn Phú Trọng là bẻ que bẻ càng xong rồi mới sơi con cua biển. Đó là khẩu vị của ông Tổng. Tại Bộ Y tế, các giám đốc CDC của các tỉnh bị bắt gần hết thì ông Trọng mới cho bắt Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Không biết lần này cách chức và kỷ luật hàng loạt thuộc hạ của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thì không biết khi nào sẽ sở tới ông Bộ trưởng này. Tại Bộ Tài chính, tiền nhiệm của ông Hồ Đức Phước là ông Đinh Tiến Dũng, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, cũng đã từng bị kỷ luật về mặt Đảng. Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tức là ông Tuấn bị dính cả hai nhiệm kỳ, là lúc ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng. Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ của ông Hồ Đức Phước làm Bộ trưởng. Ông Đinh Tiến Dũng thì đã bị kỷ luật, vậy ông Hồ Đức Phước thì sao đây? Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Không biết cơn bão Việt Á có thổi bay được chiếc ghế Bộ trưởng của ông Hồ Đức Phước hay không, nhưng cơ quan này là cơ quan rất lớn và nó đã từng thổi bay hai chiếc ghế Bộ trưởng, thì xem ra ghế của ông Phước cũng đang bị lung lay dữ dội. Không biết ông Hồ Đức Phước sẽ đối phó ra sao. Được biết ông Phước đang ở trong nhóm lợi ích mạnh nhất hiện nay, nhưng liệu rằng đồng hương của ông Phước có thể che chắn cho ông được hay không? Chứ xem ra vụ thị trường chứng khoán và vụ Việt Á cộng hưởng thì thổi mạnh như cuồng phong vậy. Và liệu Hồ Đức Phước có trụ được hay không thì chúng ta sẽ chờ xem vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đồng chí trai gian dâm đồng chí gái và tin đồn Thượng Mã Phong tấm gương của chế độ. Không một người dân Việt Nam nào không nghe ra giả câu nói học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng tiền thuế của người dân để tổ chức việc học tập tốn kém này
hàng ngàn tỷ đồng nhằm rèn luyện đạo đức cho đảng viên và cán bộ, nhưng tại sao đạo đức cán bộ vẫn ngày một xuống cấp rất nghiêm trọng? Tính tham lam và xấu nhưng chưa phải là tội. Tuy nhiên, để tính tham lam điều khiển hành động tham lam ăn cắp tiền thuế của dân thì đấy không những vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Sau bao nhiêu năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì hiện nay cái lò ông Nguyễn Phú Trọng đốt không xuể thành phần tham trong bộ máy của nhà nước và của đảng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng còn duy trì kiểu học tập tốn kém và vô dụng đấy nữa hay không và sẽ duy trì được đến bao giờ. Đến hình ảnh một trường hợp đồng chí trai gian dâm với đồng chí gái đã rất lâu chết. Về đạo đức thì có thể nói quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống cấp. Đồng chí trai gian dâm với đồng chí gái mọi nơi như có thể. Đạo đức xã hội vốn đã xuống cấp nhưng tốc độ xuống cấp của nó còn không nghiêm trọng bằng sự xuống cấp về đạo đức của các quan chức trong đảng và nhà nước. Vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6, một đồng chí cảnh sát giao thông đã rơi từ tầng 10 xuống đất, chết ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra tại chung cư Tiến Bộ thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân là đồng chí trai nhiều lần đến nhà đồng chí gái là phó bí thư đoàn phường tại thành phố Thái Nguyên để mây mưa. Bất chợt đồng chí chồng của đồng chí gái về nhà và đồng chí tình địch đã đu dây leo từ tầng 11 xuống tầng 10 và tuột dây rơi lầm xuống tử vong. Vụ án này đã làm xôn xao cộng đồng mạng bởi tính chất đạo đức xuống cấp của giới đảng viên. Vì thế báo chí đăng tin nhưng giấu tên như là bảo vệ bộ mặt cho đảng vậy. Vào ngày 12 tháng 6 tại Ủy ban xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, một đồng chí trai đang làm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ đã gian dâm với đồng chí gái là chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ ngay tại trụ sở của Ủy ban nhân dân xã giữa ban ngày và bị chồng đồng chí trai tổ chức đánh ghen ngay tại nơi hành lạc. Đạo đức xuống cấp đến mức họ hành sự ngay những nơi thuộc về công cộng, thuộc về nơi cơ quan nhà nước. Đây là hình ảnh đồng chí trai với đồng chí gái hành lạc tại cơ quan và bị đánh ghen. Đấy là những gì đang diễn ra. Những đồng chí trai gian dâm với đồng chí gái rất nhiều nhưng bị bắt quả tang là rất ít. Mà những vụ bắt quả tang được đưa lên mạng xã hội hoặc đưa lên báo lại càng ít hơn so với thực tế. Vậy nên những gì đang diễn ra chỉ là một phần rất nhỏ nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Vấn đề đạo đức trong giới quan chức xã, huyện, tỉnh và trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuống cấp thảm hại. Chuyện đạo đức xã hội xuống cấp nó không chỉ xảy ra ở cấp cơ sở như xã, phường, mà từ tỉnh, trung ương cũng không nằm ngoài quy luật đó và dường như ngày một phát triển. Vụ án một đồng chí trai 52 tuổi đến chơi nhà đồng chí gái lớn hơn 4 tuổi bất ngờ bị tắt thở vì đột quỵ là một nghi ngờ lớn cho xã hội. Vụ án này gây xôn xao dư luận ở tỉnh Vĩnh Phúc mà theo khảo sát của tờ Thời báo.de, người dân tin rằng đồng chí trai ấy chết vì thượng mã phong. Để dập tắt nghi ngờ, chính quyền cho rút bài báo đăng về trường hợp tử vong thì người dân lại càng nghi hơn. Họ còn cho rằng khả năng xảy ra rủi ro thượng mã phong càng cao mặc dù là bài báo có ghi chú đồng chí gái vắng nhà. Để dập tắt tin đồn thì chỉ có minh bạch, nhưng việc rút bài báo cho thấy chính quyền đã không minh bạch trong vấn đề này với người dân. Thượng mã phong chính là hiện tượng người đàn ông bị đột tử khi đang hành lạc. Mà giả sử đồng chí trai có bị thượng mã phong thật thì chính quyền cũng sẽ giấu tới cùng, vì nếu đưa ra lý do này chẳng khác nào chính quyền tự thú về vấn đề đạo đức của các quan chức trong đảng và chính quyền. Đây là hình ảnh trường hợp đồng chí trai đột tử khi đến chơi tại nhà đồng chí gái bị dân cho là thượng mã phong. Cũng có người nhận xét với tờ Thời báo.de rằng vấn đề xuống cấp về đạo đức của giới quan chức giải đều từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên trung ương được báo chí che đậy nên thấy ít hơn, còn cơ sở thì không được cái may mắn ấy nên người dân thấy những đồng chí có chức vụ bé vướng vào các vụ scandal nhiều hơn những đồng chí có chức vụ cao. Thông tin trên mạng xã hội cũng bình luận rằng đạo đức của Đảng xã hội Cộng sản đã xuống cấp nghiêm trọng đến mức không còn thuốc chữa. Không biết nhận xét này có hợp với nhận xét của số đông hay không.